anh chung bài, góp sức chia sang, hợp lại chung tấm bánh cho đời. Tiêm gương Giêsu có bạn và tôi, thế giới hôm nay chúng mình chung gom, góp áo thêm cơm, góp men thêm yêu, góp vương thành bình an. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày tràn ngập hân hoan của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37 ở Lisbon sẽ được khép lại với thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào Chúa Nhật ngày 6 tháng 8 năm 2023. Khi theo dõi buổi đi đảng thánh giá cùng việc cử hành bí tích hòa giải và đêm canh thức của các tham dự viên Ngày Giới Trẻ Thế Giới, người ta không thể bỏ qua một gương mặt khá đặc biệt. Đó là anh Pedro Silva, một tù nhân 50 tuổi, người Bồ Đào Nha. Chính anh đã tham gia nhóm các tù nhân tình nguyện làm 150 tòa giải tội cho Đại hội Giới Trẻ 2023 này. Silva được sinh ra và lớn lên trong gia đình có 12 anh chị em. Tất cả anh chị em của anh đều không được sống với cha mẹ mà sống với bà nội. Silva được rửa tội năm 12 tuổi nhưng không liên hệ gì với giáo hội. Lớn lên, Silva theo người chị di cư sang Buenos Aires, thủ đô Argentina, sống vài năm và có một lần anh cùng gia đình chị tham dự một thánh lễ ở nhà thờ chính tòa do Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, nay là Đức Giáo Hoàng Francisco, cử hành thánh lễ. Về sau, Silva trở về Bồ Đào Nha, làm việc trong một quán ăn và không giữ đạo nghĩa nữa. Rồi ông phạm pháp, bị kết án 6 năm tù vì buôn bán ma túy và bị giam tại nhà tù Coimbra. Nơi đây, Silva nghe biết có Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và khi có tin, ban giám đốc tìm 5 người thiện nguyện giúp làm các tòa giải tội. Silva đã xung phong và được chọn tham gia công tác này. Anh đã bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn và cảm thấy tự hào vì được góp một phần nhỏ công sức cho sự kiện lớn này của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, là một tù nhân và là một người tín hữu đã xa lìa Thiên Chúa suốt mấy chục năm dài trong đời mình, người đàn ông 50 tuổi tên Pedro Silva vẫn không đứng ngoài nhịp điệu của giáo hội trong khoảng thời gian chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Ban tổ chức mời gọi những tù nhân, trong đó có anh, và anh đã hăng hái tình nguyện là một công việc rất âm thầm nhưng đầy ý nghĩa liên quan đến lòng thương xót để góp phần vào ngày đại hội đó là tạo nên những chiếc tòa giải tội phục vụ cho dân Chúa. Anh có một chỗ trong giáo hội và giáo hội cũng giữ một vị trí lớn trong lòng anh. Để rồi, dù đang còn bị giới hạn trong không gian trại giam, anh vẫn nhiệt thành đem sức lực và khả năng của mình để phục vụ giáo hội. Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô và tất cả chúng ta, những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng trở nên chi thể của giáo hội. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo đã dạy rằng, qua bí tích rửa tội, chúng ta được nên một với sự chết và phục sinh của Đức Kitô, chúng ta trở nên những chi thể trong thân mình người, và vì thế nên chi thể của hội thánh. Một thân thể sẽ khỏe mạnh khi có các chi thể khỏe mạnh. Một thân thể sống động khi các chi thể hoạt động tích cực và hiệu quả.
lịch sử của giáo hội đã được viết nên bởi biết bao con người thật sự là những chi thể sống động, quảng đại góp phần xây dựng và củng cố giáo hội thêm vững mạnh và xinh đẹp nhờ sự thánh thiện, tri thức và tài năng của họ. Không có ai hiện hữu trên đời này mà ở ngoài chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và chắc chắn, Thiên Chúa luôn ban cho mỗi người những ơn riêng để cách này hay cách khác, bản thân họ sống hạnh phúc và còn góp phần đem hạnh phúc đến cho tha nhân. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói rằng, Chúa Thánh Thần hằng phân chia ân huệ cho mỗi người theo ý Ngài, để người lãnh nhận các ân huệ đó có đủ khả năng và sẵn lòng đảm nhận các công việc và nhiệm vụ khác nhau, mưu ích cho việc canh tân, xây dựng và phát triển giáo hội. Nói cách khác, khi lãnh nhận bí tích rửa tội và trở thành con dân của Chúa, chúng ta được Chúa Thánh Thần hằng hướng dẫn, canh tân và ban cho chúng ta những ơn cần thiết để chu toàn ơn gọi làm con Chúa qua việc tận tâm làm vinh danh Chúa và mưu ích cho muôn người. Điều quan trọng là mỗi người trong chúng ta có sẵn lòng đóng góp những gì mình có, như sức khỏe, khả năng và tình yêu mến cho Chúa và giáo hội, như anh Pedro Silva đã đóng góp công sức của mình cho đại hội giới trẻ từ trại giam của anh hay không. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trân quý 5 chiếc bánh và 2 con cá của một bé trai vô danh giữa đám đông dân chúng. Chúa cũng cảm động khi nhìn thấy một bà quá nghèo âm thầm đặt vào thùng dâng cúng 2 đồng tiền kẽm. Mọi của lễ nhỏ bé với tấm lòng yêu mến đều trở nên vĩ đại trong mắt Chúa. Xin Chúa cho chúng con đừng ngại ngùng cho rằng mình kém tài, yếu sức, nhưng biết tận tình phục vụ Chúa và giáo hội với tất cả tấm lòng và khả năng của mình trong mọi hoàn cảnh. Amen. Thế giới hôm qua có một Giê-xu nối kết anh em giúp người đang đói, sát cánh chung vai, góp sức chia sẻ, hợp lại chung tấm bánh cho đời. Tiêm gương Giê-xu có bạn và tôi. Thế giới hôm nay chúng mình chúng con góp áo thêm cơm, góp men thêm yêu.